Với góc nhìn đến từ đại diện của CEO GoSell, ông ấy sẽ có những đánh giá như thế nào, những nhận nhìn như thế nào? Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sự dịch chuyển từ bán lẻ truyền thống sang thương mại điện tử toàn cầu. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu ông Tom Feng. Hello. I have fans. My name is Tom Payne. I am the CEO of GoSell. So today, we're going to talk about how to transform your traditional retail business to new retail. I will explain what new retail is. So I'll start with something very obvious. When consumers shop for products, they have two options. Either they go into a physical store or they buy it online. But more and more consumers are choosing to buy online because of COVID-19. But online shopping is not always the solution because there are always products that need to be experienced, to be tried inside a store. So even though a lot of traditional retail is being displaced by e-commerce, but it's not the solution. There has to be a better way to provide better service, better consumer experience to the consumer. So let me give you an example from China. In China, they're digitizing their retail businesses online, and they call this the new retail. Let's take supermarkets in China as an example. Does anybody like to shop at Big C? I see like three people, not a lot. And there are always products you want to shop, but there are some products you only want to go to the store to try, like a lobster. Do you hate waiting for your products to get delivered by Gaohanyang Guaranteeking? Because life cannot accommodate delivery windows. So in China, this company called Alibaba Group, you may heard of, they started this new retail supermarket called Hema. And this is not new. This is like 3 years ago. So when you walk into a Hema supermarket, you shop with your phone. You scan the products, and then you go home. And your products are delivered to you within 30 minutes. This model was so successful that people are starting to move to be close to Hema locations. It's even affecting real estate prices. So in North America, you may know that Amazon is experimenting with drone deliveries, and many other e-commerce companies are delivering with automated robot vehicles. This is all real. It's happening today. FedEx, Pizza Hut, Domino Pizzas, they're all using robots to deliver products. So technologies in retail is transforming at a very quick speed. But these technologies are generally developed by e-commerce giants and benefited by e-commerce giants. But what about traditional retail? Traditional retail in Vietnam is still majority of retail. So how do small, medium-sized enterprise and traditional retail compete with the giants? Luckily, in Vietnam, we have many, many, many technology companies that are trying to transform retail. We have companies that are building app platforms and CRM. Hello, GetFly. We have POS companies. Hello, Sapo. And we have companies that build website platforms. We have companies that are building marketing tools like chatbot automation. And we have companies that are building call centers. Hello, VHAT Army Call. Of course, we have e-commerce platforms. Hello, Lazada. We have a lot of shipping vendors here in Vietnam. And we have a lot of payment gateways. See, only I do advertising for my competition. But the problem is, for a traditional retailer to move to retail, they have to work with 6, 7, 8 or more companies. This is the biggest challenge in Vietnam. Let me give you a real example, one of our customers, a real example. This customer, they started with a website,
So they need an e-commerce website builder. And then they wanted to have mobile apps, iOS and Android. And then they need a point of sale system. And then they need to find a company to help them integrate with Lazada, Shopee, and Tiki because they like to sell on platforms. And they need a CRM vendor. They need to work with a chatbot company to automate their Facebook and Yellow chat. They need payment. And they need logistics shipping. And in this particular case, they also want to do cross-border commerce because they want to sell internationally. So they have to work with 7-8 vendors, and they have to spend a lot of time. They spend a lot of money, and sometimes projects fail. Luckily, they found GoSell. I want to use this opportunity on stage to call upon all the vendors. We need to get our shit together. We need to figure out how to integrate our products so that we can help traditional retailers accelerate their move to new retail. Transforming traditional retail should not be a risky, expensive process. But we are not waiting for that to happen. So we know in order to help our customers, we have to build an all-in-one solution. So we have a solution that does web, app, POS, CRM. We even help customers do cross-border commerce. Everything you need to help your business grow and to grow with you. I want to share with you 3 case studies from our customers and how they have used the solution to help your business grow. Chào mọi người, tôi là Tệ Tâm. Hiện tại tôi là chủ cửa hàng Happy Food, chuyên kinh doanh rau củ hữu cơ. Dịch Covid ảnh hưởng khiến cho cái việc kinh doanh của tôi chậm lại. Tôi đã chọn đối tác là GoSell để đồng hành cùng mình. Và GoSell đã cung cấp cho tôi một cái trang web với cái giao diện rất là đẹp, thể hiện được sản phẩm mà tôi kinh doanh. Tôi có thể chỉnh sửa. Khi tôi điều chỉnh trên máy tính thì nó sẽ được đồng bộ ngang qua với điện thoại. Chúng tôi rất quan tâm tới vấn đề về quản lý sản phẩm cũng như là quản lý tồn kho. Với app GoSell, những cái tính năng ví dụ như quản lý hàng tồn kho, tôi tối ưu hóa được nhiều hơn, tránh được những cái thất thoát không đáng có. GoSell đã giúp tôi tạo nên những cái voucher, mã giảm giá, thẻ thành viên giúp cho khách hàng của tôi quay trở lại. GoSell tích hợp công cụ quản lý, marketing, thu thập thông tin và chăm sóc khách hàng cho mỗi ứng dụng duy nhất. GoSell là một trong những cái công cụ có thể đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tôi gia tăng doanh số và mở rộng khách hàng. Sau video này, tôi cũng rất là mong muốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chuyển đổi từ kinh doanh offline sang kinh doanh online. Xin chào mọi người, mình là Nhi, chủ cửa hàng mỹ phẩm Nhi Angel. Hiện tại shop mình đang có kinh doanh những mặt hàng này. Đây là kem body, còn đây là face X3. Khi sử dụng ứng dụng GoSell, cái tôi quan tâm nhất chính là chức năng quản lý kho hàng. Mọi vấn đề về kho và quản lý kho đã trở nên đơn giản. Mỗi khi tung sản phẩm mới, các chiến dịch last sale mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Livestream trên điện thoại và nền tảng thương mại điện tử GoMu, tỷ lệ chốt đơn trên livestream của GoSell luôn cao. Khách hàng có thể đặt mua sắm sản phẩm của tôi bất cứ nơi đâu. Thông báo đẩy trên GoSell, khách hàng sẽ được biết về livestream sắp diễn ra, các sản phẩm mới sắp được bán của cửa hàng. Từ khi chuyển đổi kinh doanh từ offline sang online, tôi chỉ sử dụng duy nhất một ứng dụng GoSell mà không cần cộng tác thêm đơn vị nào khác. Nhờ có GoSell tôi đã làm được. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Thiệu Ái, đại diện trung tâm chăm sóc sức khỏe Toloco. Chúng tôi đang kinh doanh những sản phẩm về máy lọc nước ion kiềm, thảm đá năng lượng, vua thải độc. Tôi nhận ra rằng việc kinh doanh chuyển đổi kỹ thuật số sẽ là xu hướng trong tương lai gần. Thì tôi muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh offline kết hợp với online để công việc kinh doanh của tôi tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. GoSell kết nối nhanh các đơn vị vận chuyển, các hình thức thanh toán đa dạng COD, credit card, Momo hay là chuyển khoản ngân hàng, email marketing. Thông tin mà chúng ta muốn truyền tải tiếp cận một cách trực tiếp ngay trên điện thoại của khách hàng. GoSell tích hợp công cụ SEO giúp trang web của chúng tôi xếp hạng cao hơn trên Google để nhiều khách hàng có thể tìm thấy doanh nghiệp của chúng tôi khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
GoSell là một nền tảng chuyển đổi hình thức kinh doanh của tôi trở nên nhất quán và hiệu quả. Thương trường là chiến trường, bạn cần phải thay đổi để bắt kịp xu hướng, bạn cần phải thay đổi để chiến thắng. We transform, we win. So transforming your traditional retail business to renew retail does not have to be expensive, time consuming and difficult. You transform, you win, do it. And by the way, if you transform today, you talk to us, we give you, we double your subscription.